Bạn có phải là mò phim Hàn hay là một fan bự của văn hóa K-pop? Nếu câu trả lời là có, thì chắc hẳn bạn đã bị thu hút bởi rất nhiều những trai xinh gái đẹp không đếm xuể trên màn ảnh hay những màn tỏ tình yêu đương đầy ngọt ngào của các vị công tử nhà tài phiệt đúng không? Nhưng bên cạnh những hình ảnh tươi sáng đáng ngưỡng mộ ấy, những biên kịch Hàn nói riêng hay những người Hàn nói chung có vẻ như là đang tồn tại một mối hiềm khích nào đó đối với người Đông Nam Á. Họ thường miêu tả Đông Nam Á là một khu vực xa xôi, nóng nực, kém phát triển và đầy rẫy tội phạm. Trong khi, chính quyền thì bị mua chuộc một cách dễ dàng. Thậm chí, bộ phim Thành phố Tội Ác 2 đã bị cấm chiếu tại nước ta của nam diễn viên Madonsell. Còn chỉ đích danh Thành phố Hồ Chí Minh là một vùng đất vô pháp, nơi bọn tội phạm không ngần ngại bắt cóc và giết hại du khách. Có vẻ những người làm ra bộ phim này không thường xuyên xem thời sự. Chứ tội phạm Hàn mà chạy sang Việt Nam thì chỉ có nước là đâm đầu vào giỏ thôi, đúng không các bạn? Những hình ảnh sai lệch này cũng phản ánh một phần về tư tưởng kỳ thị của người Hàn đối với người Việt ta. Và điều này trên thực tế không chỉ ở trên phim ảnh mà cả ngoài đời cũng vậy. Nhưng đương nhiên rồi, không ai hay bất kỳ quốc gia nào có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Ngoài Hàn Quốc, cũng có một số đất nước khác không có mấy thiện cảm với người Việt. Hãy cùng Mật Mã Địa Lý tìm hiểu đó là những nước nào trong video ngày hôm nay nhé! Trước khi bắt đầu, xin các bạn lưu ý rằng, ở đâu thì cũng có người này, người kia. Chúng ta không vơ đũa cả nắm, kể cả những quốc gia đứng đầu danh sách cũng có rất nhiều người thân thiện, văn minh và tôn trọng người Việt. Vì vậy, danh sách sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên này chỉ mang tính chất tham khảo, chứ không nhằm mục đích chia rẽ hay phân biệt chủng tộc nào. Tư tưởng bài Việt liên quan đến thái độ thù địch hoặc hận thù hướng tới người dân Việt Nam hoặc nhà nước Việt Nam. Thậm chí ở một số nước có xu hướng là bày tỏ niềm tin chống Đông Nam Á hoặc coi thường Đông Nam Á, trong đó có người Việt Nam. Tâm lý bài Việt này có nguồn gốc lịch sử mạnh mẽ và sâu sắc trong hơn 1.000 năm kể từ khi thành lập nhà nước Đại Việt phong kiến của dân tộc ta. Những người ủng hộ tư tưởng này thường có thành kiến đối với người Việt, người nói tiếng Việt và phong tục, ngôn ngữ và giáo dục của chúng ta. Và dưới đây là top 5 quốc gia ghét Việt Nam nhất của đất. Một, Campuchia. Có lẽ nhiều người sẽ không bất ngờ khi xuất hiện cái tên này trong bảng xếp hạng. Trong một cuốn sách nổi tiếng về chế độ Khmer Đỏ là Khoen Broken Glass Flood, tác giả đã gọi Việt Nam là một kẻ thù truyền kiếp của Campuchia. Và cũng trong cuốn sách này nói rằng Việt Nam đã, đang và sẽ lợi dụng Campuchia vì mục đích chính trị. Thậm chí là tháng 7 năm 2014, tờ Phnom Penh Post đã đăng tải bài báo với tiêu đề "Trong số 20 người bạn của tôi, có tới 17 người ghét Việt Nam". Bài viết này nhanh chóng gây xôn xao dư luận Campuchia và Việt Nam với nội dung cho rằng những người Việt Nam đang có mặt tại Campuchia nhằm xâm lược đất nước này. Họ nhắc lại về sự kiện năm xưa của Việt Nam, bề ngoài thì giúp đỡ Campuchia đánh đuổi diệt chủng quân Pol Pot, nhưng thực chất là đem quân sang xâm lược. Cuối năm 2019 và đầu những năm 2020, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện trào lưu cà khịa, thậm chí là hạ nhục người Việt Nam của một bộ phận giới trẻ Campuchia. Nhằm phản pháo lại trào lưu ấy, cư dân mạng Việt Nam cũng cho ra lò những clip tương tự để dạy lịch sử cho người Campuchia về cuộc chiến chống lại Khmer Đỏ. Nổi bật trong số đó là những thước phim trong First They Killed My Father hay No SK, trong những bộ phim nói về tính chính nghĩa của cuộc chiến chống Khmer Đỏ và giúp đỡ nhân dân Campuchia. Theo nhiều người, mối quan hệ yêu ghét này bắt nguồn từ lịch sử xa xưa. Các bạn cũng đã biết, ngay từ đầu lãnh thổ của nước ta chỉ nằm ở miền Bắc, còn phần lãnh thổ ở Việt Nam là kết quả của công cuộc mở rộng bờ cõi của nhà Nguyễn. Và vùng đất đang trong ấy trước khi là đế quốc của Khmer, một trong những đế quốc vĩ đại nhất lịch sử châu Á. Nhưng có thời điểm, vùng đất mà đế quốc này sở hữu rộng tới hơn 1 triệu cây số vuông, tức là gấp 3 lần diện tích của Việt Nam hiện nay. Sau khi đế quốc Khmer rơi vào thời gian thoái trào và sụp đổ, các quốc gia láng giềng tiến hành mở rộng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Kể từ thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 18, nước ta tiến hành mở rộng lãnh thổ mạnh mẽ về Việt Nam, đưa các vùng đất Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ vào lãnh thổ Việt Nam. Dựa vào việc này, nhiều thế lực phản động đã tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc cho rằng Việt Nam luôn muốn thôn tính Campuchia và phủ nhận mối quan hệ tương trợ giữa hai nước trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhưng trong lịch sử, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từng là một vùng đất hoang hóa, ngập lụt và rất khó để sinh sống. Nửa sau thế kỷ thứ 17, nhân dân và chúa Nguyễn đã tiến hành khai phá vùng đất này và đến năm 1698, chúa Nguyễn tuyên bố vùng đất này thuộc chủ quyền của Việt Nam. Về vùng đất Hà Tiên, do có một số quan lại cũ của triều đình nhà Minh là Mạc Cửu khai hoang, sau đó thần phục chúa Nguyễn,
con của Mạc Cửu, nhiều lần đã cứu giá vua Khmer và được ban thưởng nhiều vùng đất đai. Năm 1759, toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện tại được quy về lãnh thổ của chúa Nguyễn. Tuy nhiên, sau khi Pháp đô hộ Đông Dương có tiến hành cắt đất ở Hà Tiên về lại Campuchia, nay là tỉnh Tha Keo và Kapot. Bên cạnh những lý do về lịch sử, còn có những lý do khác ở những khía cạnh về kinh tế, chính trị. Một số người cho rằng Thủ tướng Hun Sen, vị thủ tướng lâu nhất trong lịch sử Campuchia, là lãnh đạo mang tư tưởng thân Việt Nam, hay như Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, chính đảng lớn nhất tại Campuchia lập ra do sự can thiệp của những người Việt Nam. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt ở Campuchia rất nhiều và các doanh nghiệp này thường có xu hướng sử dụng lao động Việt Nam, từ đó tạo ra sức cạnh tranh trực tiếp đối với người Campuchia. Thậm chí, luận điệu của Việt Nam xâm lược Campuchia còn được Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ủng hộ. Ông này đã viết trên trang cá nhân cho rằng Việt Nam xâm lược Campuchia và đe dọa hòa bình Đông Nam Á. Tuyên bố này khiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tia Banh sốc nặng và phải lên tiếng cải chính ngay rằng Việt Nam không hề xâm lược hay chiếm đóng Campuchia. Tuy nhiên, bài phát biểu này lại được những người Campuchia mang tư tưởng chống đối Việt Nam tôn vinh, coi là lý lẽ của sự thực. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dù có một số thành phần phản động sẵn sàng dẹp bỏ những công lao của dân tộc Việt Nam, thì cũng có những người Campuchia luôn coi trọng tình láng giềng thân thiện giữa hai nước. Và mối quan hệ này ngày càng được khẳng định hơn trong chuyến thăm giữa Việt Nam cuối năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ Campuchia. 2. Thái Lan. Tâm lý bài Việt ở Thái Lan là kết quả của cuộc chiến tranh giữa hai nước khi Khmer Đỏ bị lật đổ ở Campuchia. Thái Lan là một trong những quốc gia chính chứa chấp lãnh đạo Khmer Đỏ và cung cấp cho họ đạn dược chống lại lực lượng Việt Nam. Nó dẫn đến việc Việt Nam đem quân sang Thái Lan 11 lần, Bangkok thậm chí đã phải ra lệnh tử thủ. Cụ thể thì ngay sau khi quân đội nước ta tiến vào Campuchia lật đổ quân Pol Pot, tàn quân của Khmer Đỏ đã rút về những khu vực biên giới gần Thái Lan. Với sự trợ giúp từ quân đội Trung Quốc, đội quân của Pol Pot đã tái tập hợp và tổ chức lại trong các khu rừng và miền núi vùng biên giới Thái Lan-Campuchia. Trong thời gian từ năm 1980 tới đầu những năm 1990, tàn dư của lực lượng Khmer Đỏ được hậu thuẫn từ chính quyền Thái Lan và Trung Quốc đã tiến hành chiến tranh du kích nhằm chống lại sự ổn định của nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Hơn nữa, trong thời kỳ chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta diễn ra, thì Thái Lan cũng là một trong những nước tham chiến. Theo các tài liệu và báo chí của Mỹ công bố, thì trong chiến tranh Việt Nam, Thái Lan là nước thứ ba về số lượng lính tham chiến trực tiếp. Và nước này cũng được hưởng lợi rất lớn thông qua những khoản viện trợ kinh tế. Vì vậy, có thể nói, do nỗi sợ hãi lịch sử lâu đời về sự tiến công của Việt Nam đã làm bùng phát tâm lý chống Việt Nam ở Thái Lan. Thêm vào đó, trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam ngày càng vươn lên mạnh mẽ trong ASEAN nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, cũng khiến cho Vương quốc Chùa Vàng cảm thấy bất an. Thậm chí trong những năm gần đây, không chỉ về mặt kinh tế hay vị thế quốc tế, về mặt thể thao của Việt Nam và Thái Lan cũng luôn trong tình trạng gay gắt. Chả thế mà mỗi lần đội bóng của hai nước có trận đấu thì mạng xã hội như thực sự bùng nổ với những bình luận lời qua tiếng lại vô cùng nảy lửa của cổ động viên hai bên. 3. Hàn Quốc. Như đã nói ngay từ ban đầu, một tư tưởng tiêu cực đã xuất hiện từ lâu và bây giờ vẫn tồn tại âm ỉ trong xã hội Hàn Quốc. Suy nghĩ coi thường người Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Điều này đối với nhiều người là dễ hiểu vì nó xuất phát từ sự chênh lệch giữa các nền kinh tế. Hàn Quốc là một nước thuộc thế giới thứ nhất, thịnh vượng và phát triển cao, trong khi các nước Đông Nam Á lại nghèo hơn rất nhiều. Trong tâm lý của người Hàn Quốc, giá trị của một đất nước được đo lường từ góc độ phát triển kinh tế, còn giá trị của con người được đo lường bằng của cải vật chất và bằng cấp giáo dục. Nhưng thực tế câu trả lời không chỉ là như vậy. Hàn Quốc là một đất nước được hình thành dựa trên cơ sở giáo điều của Nho giáo, cho rằng đất nước của họ trong lịch sử cũng như hiện đại là tinh hoa, ưu việt còn các nước ở Đông Nam Á, trước khi bị coi là những nước chư hầu của Trung Quốc. Và bây giờ cũng không khá hơn. Người Hàn Quốc tự coi mình là có văn hóa trung tâm và coi những người Đông Nam Á có văn hóa chiều cống. Người Hàn Quốc thường dùng từ lười biếng để miêu tả người Đông Nam Á, dù là người Việt Nam, người Philippines, người Indonesia hay người Thái. Bởi vì trước những năm 1970, trình độ kinh tế của Hàn Quốc tương đương với các nước này nhưng hiện nay lại ở rất xa Hàn Quốc. Vì vậy, người Hàn sẽ hỏi tại sao người dân ở các nước này không thể làm được những gì họ đã làm. Mối quan hệ này còn được thể hiện qua vấn đề lấy vợ Việt của những người đàn ông Hàn Quốc. Họ là những người ở độ tuổi trung niên, thu nhập thấp và từ lâu đã gặp khó khăn trong việc tìm vợ nên phải đi mua những cô dâu Việt Nam.
Và đương nhiên rồi, khi lấy chồng ở nơi xứ người, một bộ phận lớn những cô dâu này do trình độ thấp, không thông thuộc tiếng Hàn đã phải đối mặt với sự phân biệt, coi thường và thậm chí là không thể quay về. 4. Nhật Bản. Chúng ta đều biết, Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số vô cùng nghiêm trọng, cùng với đó là vấn đề thiếu lực lượng lao động trong mọi ngành nghề. Và vì thế, đất nước mặt trời mọc này rất cần những người lao động nhập cư, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt là khi số người có quốc tịch Việt Nam đông nhất lên tới là 462.384 người, chiếm 25,4% trong số trên 1,82 triệu người nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản. Nhưng có một thực tế là người Nhật không ưa gì người Việt, thậm chí là kỳ thị. Nguyên nhân đầu tiên do những hành vi đáng xấu hổ của một bộ phận người Việt tại quốc gia này. Khi ngày càng nhiều người Việt Nam di cư sang Nhật Bản, tội phạm của người Việt Nam ở Nhật Bản được cho là đã tăng gấp 3 lần trong 5 năm qua. Thậm chí là theo số liệu thống kê gần đây nhất về hoạt động tội phạm nhóm của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, tính đến năm 2021, người Việt đứng đầu danh sách của những người bị truy tố tội phạm trong 3 năm liên tiếp, với tổng số là 4.007 cá nhân vào năm 2020. Con số này đã làm lu mờ đáng kể trước vị trí số 2 là Trung Quốc. Nhưng người Việt Nam phạm tội ở Nhật Bản thường không liên kết với bất kỳ nhóm mafia nào, nhưng trong nhiều trường hợp đã đến Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh kỹ thuật. Họ trốn khỏi điều kiện làm việc kéo dài nhiều giờ và trở thành tội phạm. Năm 2020, một nhóm 13 người Việt Nam ở Gunma bị bắt vì bắt trộm gia súc từ trang trại nơi họ làm việc. Hay như năm 2022, cảnh sát tỉnh Hyogo, Nhật Bản thông báo đã bắt giữ 3 người đàn ông Việt Nam tình nghi là thành viên của một nhóm lừa đảo lãng mạn quốc tế, giả làm sĩ quan quân đội hoặc bác sĩ nước ngoài, sau đó lừa tiền nạn nhân. Và còn rất nhiều những trường hợp khác nữa. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn khiến cho người Việt cảm thấy xấu hổ vì đồng bào của chính mình. Và vì thế, khi nhắc đến người Việt tại Nhật, nhiều người chỉ biết ngán ngẩm bởi một con sâu làm dầu nồi canh. 5. Trung Quốc. Trong chuyến thăm gần nhất Việt Nam vào tháng 12 năm 2023, ông Tập Cận Bình, lãnh đạo cao cấp nhất của nhà nước Trung Quốc, đã khẳng định Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông, gắn bó như môi với răng. Nhân dân hai nước sống ở bên nhau, từ xưa đã có tình cảm tương thân, học hỏi lẫn nhau. Nhưng thực sự có phải là như vậy? Hãy tham khảo kết quả thực tế của một nhóm khảo sát trực tuyến có tiêu đề Lựa chọn láng giềng do trang web tiếng Trung của tờ Thời báo Hoàn cầu tổ chức. Theo đó, cư dân mạng Trung Quốc sẽ trả lời câu hỏi: nếu được thay trời, bạn sẽ vẽ lại bản đồ của các nước láng giềng với Trung Quốc như thế nào? Cụ thể, cư dân mạng Trung Quốc trả lời theo 3 câu hỏi: quốc gia láng giềng với Trung Quốc phải như thế nào? Những quốc gia láng giềng nào bạn muốn di chuyển nhất và muốn giữ lại? Những quốc gia nào bạn muốn đặt cạnh Trung Quốc? Kết quả là hơn 200.000 người đã tham gia trả lời 3 câu hỏi trên và có hơn 1.600 người để lại bình luận. Và quốc gia mà người Trung Quốc muốn chuyển đi nơi khác nhất là Nhật Bản. Theo đó, Philippines và Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3 với 11.620 phiếu. Dù chỉ là một bảng bình chọn ở quy mô nhỏ, nhưng nó đã góp phần nào phản ánh thái độ của người Trung Quốc đối với nước ta. Nguyên nhân của kết quả này chắc chắn bắt đầu từ lịch sử hơn 1.000 năm đô hộ của triều đại Trung Quốc với nước ta. Đến tận bây giờ, mối quan hệ tranh chấp ấy vẫn tồn tại do phía Trung Quốc luôn khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ta là của họ. Thậm chí hiện nay, một số người Trung Quốc còn gọi dân tộc ta là sói mắt trắng, tức là kẻ phản bội khi xảy ra chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979. Họ cho rằng Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhưng Việt Nam đem quân xâm lược Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, đây là cuộc chiến tranh vệ quốc để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nhằm chống lại tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Các bạn thân mến, trên đây là top 5 những quốc gia không ưa Việt Nam. Các bạn thân mến, một lần nữa chúng tôi muốn nhắc lại, đây chỉ là bảng xếp hạng mang tính chất tương đối và để tham khảo. Trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh đường lối ngoại giao cây tre, thì dù là có bất kỳ hiềm khích nào về văn hóa hay lịch sử, thì Việt Nam vẫn luôn giữ chủ trương Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên tinh thần giữ vững độc lập chủ quyền dân tộc. Đặc biệt với những công dân Việt Nam đang sống và làm việc tại nước ngoài, thì cần phải tuân thủ pháp luật và tôn trọng văn hóa của đất nước sở tại để xây dựng hình ảnh người Việt thật tươi đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên like và subscribe cho chúng mình nhé. Hẹn gặp lại!